Đây, xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của Lý Thái Xem. Đây thì tiếp tục cái video này thì Thái sẽ xào bài công thức là vị trí 1, 2, 4, xào 4 nhà, 5 nhà, 6 nhà, 7 nhà. Rồi, vị trí 1, 2, 4 là như thế này anh em. Bật lên nè, 1, 2, 4 ha. Rồi mình sẽ đánh cho anh em xem. Bây giờ là mình sẽ đánh là quýnh 4 nhà trước ha. Đó. Rồi, tiếp tục vị trí 1, 2, 4 nữa. Đây. 1, 2, 4. Thì mình đánh 5 nhà nhẹ nhàng cả hai. Rồi, tiếp tục. Cũng phải là 1, 2, 4 nha. Đây. Là quấn 6 nhà. Ok không? Rồi, tiếp tục. Quấn 7 nha. Lên 7 nhà thì quýnh 7 nhà, 8 nhà, 9 nhà, 10 nhà đều được hết. Đến tới 17 tụ vẫn được bình thường. Đó. Thì đối về cái công thức này thì là nó tính toán theo cái sự trí nhớ của chúng ta. Một cái sự tính toán kêu gọi là về toán học. Vị trí nó ở vị trí nào đi chăng nữa thì chúng ta nhớ trong đầu và chúng ta xác định vị trí và chúng ta sao làm sao mà cho những cái lá nó xen vào nhau nó sẽ ok hơn. Rồi, thì đây là cái công thức xào bài vị trí là 1, 2, 4. Xào công thức đánh 4 nhà, 5 nhà, 6 nhà, 7 nhà. Đều được hết. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy video hay, hữu ích thì họ cho Thái xin một like, một share và subscribe ủng hộ kênh Lý Thái nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn.